Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em thanh lý cái hàng hồ lô. Cả nhà ơi, hàng này gọi là hồ lô bí nha. Cả nhà nhìn nó quấn cái kiểu nè. Đây gọi là hồ lô bí nha cả nhà. Quấn cái kiểu ngộ lắm. Nó giống bí mà nó không phải là bí nha. Nó sẽ có một cái chùm ở trên. Nó sẽ có một cái cục cua ở trên như thế này nè cả nhà. Đó, nó sẽ có cái chùm ở trên nè. Người ta làm cái cục phân nè. Rất là cứng nha. Rất là cứng và rất là nhiều nè. Cả nhà nhìn nè, quấn cái kiểu hồ lô bí nha. Cây thì cao tầm khoảng 60 cho đến 80 cả nhà. Ngày hôm nay hồ lô bí em giảm giá đặc biệt luôn nha. 10.000 một cây thôi cả nhà. Nếu 50 cây bên em bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, đây là hàng hồ lô bí nha cả nhà. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng bính. Bính tóc nha. Đây 2, 4, 6 2, 4, 5, 6. Nói chung là hàng bính rất là đẹp cả nhà. Rễ nè, nó đều rang luôn mà cây nó rất là mập. Để hàng này là hàng dâm ha. Cái rễ nó to lắm cả nhà. Ở đây thì hàng bính này hôm nay em giảm giá chỉ còn có 18.000 luôn cả nhà. 30 cây thì bên em bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. 18.000 nha. Cây nè, cành nhánh rất là dữ luôn ha. Cành nhánh nha cả nhà. Rồi tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng bí. Ủa đâu, bí đâu rồi? Bí năm muối đâu? Ủa bên đây hả? Rồi tiếp tục là bí năm muối nha cả nhà. Đây, qua bên đây ha. Cho cả nhà mình xem bí năm muối đây. Đẹp lắm. Trời ơi, cái này cả nhà. Ngộ quá ha, bí năm muối nha cả nhà ơi. Ở đây 2, 4, 5 muối không ha. Rồi, loại này em bán giá là 15.000 một cây nha cả nhà. Ở đây, đây cũng là hàng dâm ha. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là hàng bao nha. Em bao cho cả nhà chúng ta là 5 muối luôn ha. Cành nhánh là xum xê lắm. Cao từ 60 cho đến 80 nha. Ở đây. Rồi, tiếp tục về bên đây là những cái mặt hàng rẻ lộn xộn nha cả nhà. Đâu rồi, loại 7.000 đó chị hai. Đây, trời, loại 7.000 này mới nhỏ về chưa chất ra hết rồi cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời ông mà trời luôn. Trời ơi, con này rẻ nè. Hai bí nè ha. Đây nè. Trời ơi, con này cả nhà nhìn nè, cái rễ nó vàng ôm luôn. Lò xo có, bí có. Ồ, nó đủ kiểu hết trơn mà đẹp lắm cả nhà ơi. Ở đây ha. Rất là đẹp luôn. Cây nó mập lù luôn, có cây ghép được luôn. Và cái thất thân của cây rất là thấp, nhánh thì hô quá trời nhánh cả nhà ơi. Đó, cái này có 7.000 một cây nha. Mấy cái loại này thì em không có bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng giảo ha. Giảo bông chùm. Đó, loại này rễ cũng đẹp lắm. Cái này là của nhà em cấy cho nên rễ đẹp lắm cả nhà ơi. Đó đây ha. Giảo bông chùm. Hoa của nó là 8 đến 12 cánh. Loại này em bán với giá là 12.000 một cây nha cả nhà. Đó, 12.000 một cây. Bên đây hàng 7.000 nữa nè cả nhà. Rễ nè. Ủa bên đây hàng gì hả chị? Hàng nhỏ hả? Rồi đây nha. Trời đất ơi, thôi cả nhà ơi, cái lô này quá trời đẹp luôn. Đây. Đó, lô này cũng rất là đẹp luôn. Bí lò xo rễ quái đủ kiểu. Hàng này nó nhỏ hơn cái hàng 7.000 một xíu nha. Hàng này là giá 6.000 nha cả nhà. 6.000. Cây này nó cao tầm khoảng 40-50 ha. Cây lùng lực ha, lùng liền và rễ rất là đẹp luôn. Đó đây, nhìn nè cả nhà, mập mạp lắm. Đây là loại 6.000 nha. 6.000, 50 cây thì bên em sẽ chuyển nhưng mà không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đó, hàng 4.500 ở đâu chị hai ơi? Rồi, đi vô đây còn hàng 4.500 nữa nha cả nhà. 4.500 nữa nha. Rồi em sẽ đi vào nhà cho cả nhà mình cùng xem. Hôm nay lọc lá của em đầy nhà luôn nha cả nhà. Mấy bạn đang đóng hàng rất là dữ luôn. Đây. Đâu? Bên đây hả? Không. Có ngồi chưa? Đây 5.000 nè. 5.000 hả? 5.000. Rồi thôi lỡ thì bán 4.500 luôn. Cây rễ nè, đủ kiểu hết nè cả nhà. Đó, cây này cũng khoan cao khoảng 50-60 nha. Loại này 4.500 luôn ha. 50 cây thì em ship nhưng mà mấy loại này em không có bao ship nha cả nhà. Rồi, ai thích cái loại nào alo cho Vườn Mai Chiếc Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.